vị Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Thượng tướng Hoàng Cầm, vị tướng khiêm tốn, giản dị. Thượng tướng Hoàng Cầm, tên thật là Đỗ Văn Cầm, quê Cao Sơn, Ứng Hòa, Hà Đông, nay thuộc thành phố Hà Nội. Ông sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 12 tuổi, sau đó phải lưu lạc kiếm sống tại Hà Nội. Năm 21 tuổi, tướng Hoàng Cầm đi lính khố xanh cho chính quyền thuộc địa Pháp để kiếm sống và tham gia quân đồn trú ở Lai Châu. Sau 2 năm thì được chuyển về Hà Nội và ông đào ngũ, nhờ đó thoát nạn trong vụ đảo chính của Nhật vào ngày 9 tháng 3 năm 1945. Được sự vận động của cán bộ Việt Minh, tháng 7 năm 1945, ông tham gia Đoàn Thanh niên Cứu quốc Hà Nội. Khi cách mạng tháng 8 nổ ra, ông tham gia Cứu quốc quân Hà Nội và lấy tên mới là Hoàng Cầm. Cuộc đời binh nghiệp của Thượng tướng Hoàng Cầm gắn với những dấu mốc lịch sử quan trọng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ông luôn ở tuyến đầu, ghi dấu chiến công trên khắp chiến trường Đông Dương. Ở đâu cũng là người xung kích, người chỉ huy kiên cường. Do có nhiều công lao, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, Thượng tướng Hoàng Cầm đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong chiến dịch biên giới 1950, Hoàng Cầm khi đó là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 130 đã được gặp gỡ, trực tiếp lắng nghe những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thượng tướng Hoàng Cầm cho biết, khi đó Bác Hồ hỏi muốn gặp một cán bộ tiểu đoàn trưởng có kinh nghiệm chiến đấu. Lúc đó các anh chỉ huy mặt trận lại chọn mình. Lúc ấy, Bác hỏi tỉ mỉ về công tác chuẩn bị chiến đấu. Bác cũng hỏi nếu đánh Cao Bằng thì đánh như thế nào, Đông Khê thì sẽ ra sao. Tôi trả lời có thể đánh Đông Khê được vì nó chỉ là cụm cứ điểm, lại ở xa Thất Khê, Cao Bằng. Nếu mình đánh Đông Khê như quyết tâm của Bác sẽ cắt đứt được lực lượng của địch trên đường số 4 từ Lạng Sơn đến Cao Bằng. Trên cơ sở đó tiêu diệt lực lượng của địch. Bác bảo được, nhất trí với quyết tâm của Trung ương. Giờ phải chuẩn bị lực lượng bộ đội cho thật tốt. Thượng tướng Hoàng Cầm là vị tướng rất có duyên với những trận đánh lớn. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là trung đoàn trưởng trung đoàn 209, đại đoàn 312, trực tiếp bắt sống tướng De Castri. Đến chiến dịch Hồ Chí Minh, Hoàng Cầm là tư lệnh quân đoàn 4 đánh mở cánh cửa thép Xuân Lộc, tiêu điểm quan trọng nhất, ác liệt nhất trên đường đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Rồi chịu trách nhiệm tiếp quản Dinh Độc Lập cùng với nội các Tổng thống Dương Văn Minh của Việt Nam Cộng Hòa. Chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra, tư lệnh Hoàng Cầm là vị chỉ huy cao nhất có mặt đầu tiên ở thủ đô Phnom Penh khi cùng quân đoàn 4 tiến sang giải phóng nước bạn khỏi ách diệt chủng Pol Pot, Yeng Sari. Là vị chỉ huy mưu trí, can dạ, từng đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử với các chiến sĩ. Thượng tướng Hoàng Cầm trong ký ức của Trung tướng Lê Văn Tưởng, nguyên chính ủy sư đoàn 9, không chỉ là một tài năng quân sự mà còn là một vị tướng rất có nhân cách, đậm tính nhân văn, khiêm tốn và giản dị. Trong một lần chia sẻ với báo chí cảm nhận về Thượng tướng Hoàng Cầm, Trung tướng Lê Văn Tưởng cho biết: Anh Cầm trong mỗi cuộc nói chuyện không bao giờ đưa thành tích của mình ra nói chuyện hay khoe khoang. Ấy là điều mà tôi học được đầu tiên ở anh ấy. Theo lời nguyên chính ủy sư đoàn 9, Thượng tướng Hoàng Cầm còn là người rất quan tâm đến việc xây dựng sự đoàn kết trong đơn vị. Thượng tướng Hoàng Cầm còn được biết đến là một người cương trực, thẳng thắn. Khi chỉ huy thì thật sự quyết đoán. Ông cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng đào tạo sĩ quan, cán bộ trẻ. Sống chân tình, thương cấp dưới, nhất là chiến sĩ, nên ông rất được mọi người kính nể. Thời đã nghỉ hưu, không còn tại vị, nhưng ông luôn có khách đến thăm. Khách của ông phần đông là đồng đội cũ. Trong một bài viết về cảm nhận con người Thượng tướng Hoàng Cầm của tác giả Đặng Phan Quỳnh, ông chia sẻ, có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với vị tướng trận mạc, ông đã học được ở Thượng tướng Hoàng Cầm rất nhiều điều có tính nhân bản, bổ ích. Gia đình Thượng tướng Hoàng Cầm sống trong một căn biệt thự, nhưng ông bà luôn dạy bảo các con phải quan hệ ứng xử hòa đồng, gắn bó với bà con láng giềng. Tác giả Đặng Phan Quỳnh nhấn mạnh trong bài viết của mình, Thượng tướng Hoàng Cầm không chỉ là một tài năng quân sự, mà còn là một vị tướng rất có nhân cách, đậm tính nhân văn. Ông là người gieo mầm yêu thương vào trái tim của bà, của con cháu, của đồng đội. Ông sống chân chất, giản dị, khiêm tốn. Khi ông không đeo quân hàm, thì người xa lạ dễ nhầm tưởng ông là một người nông dân ra chơi thăm con cháu ở thị thành. Đại tướng Lê Đức Anh, vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc.
Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 tại làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, phải chứng kiến người dân nô lệ mất nước sống cơ cực dưới chế độ thực dân, phong kiến, đã hun đúc trong lòng ông yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng. Năm 17 tuổi, ông chính thức tham gia hoạt động cách mạng ở địa phương. Năm 18 tuổi, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó được tổ chức phân công phụ trách các nghiệp đoàn cao su ở Lộc Ninh. Cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh gắn với các chiến trường từ Bắc vào Nam, với 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, 11 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, 7 năm trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam cùng quân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng và tái thiết đất nước. Tài chỉ huy của Trung tướng Lê Đức Anh cũng được thể hiện rõ qua cách sử dụng con đường bạo lực cách mạng, sử dụng lực lượng vũ trang địa phương, huy động lực lượng của nhân dân tham gia cuộc chiến. Ông cũng đã tận dụng được sự giúp đỡ của nhân dân để vượt sông, giữ cầu, đánh chiếm, cắt đường. Ngoài sức mạnh quân sự, với sự hợp nhất sức mạnh tổng lực của quân chủ lực với quân dân địa phương, tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, trưởng khoa xây dựng Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sức mạnh chính trị của nhân dân và đặc biệt uy danh của người đầu quánh quân Tây Tây Nam cũng khiến quân địch phải khiếp sợ. Không chỉ là vị tư lệnh của binh đoàn cánh Tây Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh, lúc sinh thời, Đại tướng Lê Đức Anh còn được ghi nhận là nhà quân sự lớn, là vị tướng của nhiều trận đánh lớn, là vị tướng luôn trở về trong chiến thắng. Không chỉ có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đại tướng Lê Đức Anh còn có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước và mở rộng quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Thực hiện đường lối đổi mới, năm 1986, Việt Nam tiến hành bình thường hóa quan hệ với một số nước, trong đó có hai nước lớn là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, ông đã được tin tưởng giao trọng trách mở đường. Với tài năng và sự sáng tạo của mình, ông đã hoàn thành nhiệm vụ mở đường một cách xuất sắc. Cuối tháng 7 năm 1991, với tư cách là phái viên của Bộ Chính trị, Đại tướng Lê Đức Anh sang thăm Trung Quốc để trao đổi những vấn đề cụ thể, việc bình thường hóa quan hệ hai nước. Sau chuyến đi này là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt dẫn đầu, theo lời mời của Tổng Bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng. Đây là mốc đánh dấu chính thức bình thường hóa và mở ra một trang sử mới trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Và ông cũng chính là người thực hiện mở đường cho hành trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Thời điểm ấy, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa có một kênh tiếp cận chính thức nào. Sau những trăn trở, Đại tướng đã tìm ra được những bước đi khôn khéo với chiến dịch phẫu thuật nụ cười và tìm kiếm người Mỹ mất tích MIA, mở ra một cách tiếp cận trong việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Và bước mở đầu đó đã góp phần quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước vào năm 1995. Đánh giá về Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã viết: "Ngần ấy thời gian biết về anh sáu nam, Lê Đức Anh, có lúc cùng chiến trường, có lúc ở cấp lãnh đạo nhà nước. Anh là một cán bộ tham mưu tầm cỡ, một vị tướng chỉ huy cương nghị, bản lĩnh và dám chịu trách nhiệm. Một bộ trưởng quốc phòng trong thời bình, xây dựng có nhiều đổi mới trong tổ chức và bố trí lực lượng quân đội, lực lượng vũ trang nhân dân. Một trong những nhà lãnh đạo quốc gia tầm cỡ trong thời kỳ đổi mới đất nước. Công bằng mà đánh giá, cũng không có nhiều tướng lĩnh như anh Lê Đức Anh." Khi Đại tướng Lê Đức Anh đi xa, tiến sĩ Lê Mạnh Hà, con trai của Đại tướng đã viết: "Bà đã sống một cuộc sống kiên cường của người chiến sĩ và bình dị như bao người dân khác. Vượt qua 4 cuộc chiến và 3 cơn bạo bệnh, bà đã sống đến gần 100 tuổi. Yêu thương, nghị lực, may mắn và sức sống phi thường đã giúp bà sống thật lâu và thật sự có ích cho đời. Gia tài mà ba để lại cho con cháu thật sự là đồ sộ và quý giá. Đó là trái tim nhân hậu của một con người dũng cảm." Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú với bao khó khăn thử thách, Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đúng như cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đã khẳng định, Đại tướng Lê Đức Anh là một trong những nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng và Nhà nước ta. Vị tướng bưng biển, Đồng Văn Cống. Trung tướng Đồng Văn Cống sinh năm 1918 tại ấp Rồng Ông Sồm, xã Tân Hào, Tổng Bảo Phước, quận Ba Chi, tỉnh Bến Tre.
Ông sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan và sớm nhận thức được sự bạo ngược của bọn thực dân, đế quốc xâm lược, bọn tay sai bán nước cầu Vinh. Ông đã tham gia cách mạng từ năm 1936 khi vừa tròn 18 tuổi. Khi giặc Pháp đánh chiếm Bến Tre, ông là người đứng ra lãnh đạo đội du kích Tân Hào, sau phát triển lên trung đoàn 99. Khi thành lập, đội du kích Tân Hào chỉ có khoảng 30 người với 4 súng lửa, mấy quả lựu đạn tự tạo, bắt đầu phục kích tại cầu Ba Ngời. Đội du kích của ông càng đánh càng tạo được tiếng vang lớn, tác động mạnh đến tinh thần chiến đấu của nhân dân, thu hút đông đảo thanh niên địa phương xin gia nhập vào bộ đội ông Cống. Dần dần, đội du kích Tân Hào phát triển làm nòng cốt, hình thành chi đội 19 và trung đoàn 99. Đối với người dân Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung, hình ảnh của Trung tướng Đồng Văn Cống luôn ngự trị trong trái tim của mỗi người. Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng chia sẻ: "Tuy là lớp người đi sau, nhưng hình ảnh của chú Bảy đã để lại trong tôi một tình cảm rất đặc biệt và là một tấm gương để chúng tôi noi theo. Tôi vẫn còn nhớ như in lời của chú Bảy dạy bảo: là người cán bộ đảng viên phải gìn giữ và phát huy hào khí năm xưa quê hương mình để hun đúc ý chí hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó." Là người trưởng thành từ lực lượng vũ trang Bến Tre, ông Huỳnh Văn Be, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: "Cuộc đời ông Bảy Cống gắn liền với binh nghiệp. Ông Bảy được mọi người gọi là vị tướng bưng biển, một vị tướng rất đỗi bình dị và rất gần gũi với dân, hiểu dân. Tôi nghĩ lực lượng vũ trang tỉnh ngày nay cũng cần phải học hỏi rất nhiều ở Trung tướng Đồng Văn Cống." Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã từng khẳng định: "Trung tướng Đồng Văn Cống là một nhà lãnh đạo xuất sắc, một vị tướng tài năng. Mong muốn và tin tưởng tuổi trẻ Bến Tre sẽ học tập, làm theo tấm gương của Trung tướng Đồng Văn Cống và các bậc anh hùng của quê hương Đồng Khởi, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng năm xưa để xây dựng Bến Tre ngày càng phát triển." Giờ đây, tuy Trung tướng Đồng Văn Cống đã đi xa, nhưng hình ảnh của ông, người con ưu tú của quê hương xứ Dừa, người anh cả của lực lượng vũ trang Bến Tre vẫn luôn được nhân dân yêu mến, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tin yêu và quý trọng. Năm 2009, đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống được khánh thành. Đây không chỉ là một công trình văn hóa lưu giữ những hiện vật và hình ảnh hoạt động của ông, nơi đây còn lưu giữ một nhân cách lớn của vị tướng trọn đời vì Đảng, vì dân, vì nước. Vâng, trên đây là hình ảnh của ba vị phó tư lệnh tài ba của quân giải phóng miền Nam. Bạn ấn tượng với vị tướng nào nhất? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng với Chân dung lịch sử trong những số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.